Nhiều cua thế này. Bên ơi. Yeah.
Đồng ngon thôi anh ạ. Anh lấy một ít nhé. Nhà em cũng đang hết gạo, không thì anh đổi gạo cho em cũng được. Vâng. Lấy một nửa xong còn một nửa nhà em lấy về ăn. Vâng. Để anh đi lấy xô đựng. Vâng ạ, anh đi lấy xô đựng đi. Xô nó xô xô tí. Không nó bỏ ra ngoài đấy. Đấy, đúng. Xong rồi tí nữa anh lấy một ít lá cho xuống thì nó mới không bỏ ra ngoài anh. Nó bỏ ra ngoài đấy, tí nữa anh lấy một ít lá. Lấy gạo cho em tầm 2 bát nha anh nhé. Còn một ít nhà em mang về ăn. Thì em cảm ơn anh nhé. Đổi được ít gạo, hai mẹ con mới có gạo ăn. Vâng, hai mẹ con em về nhá. Cảm ơn anh nhá. Thank you.
Mày nấu cua cho con ăn nhé. Vâng. Chiên cua lên nhé. Vâng. Chiên cua lên cho nó giòn giòn ăn được cả con. Vâng. Yeah. Bên sẽ lấy bên lửa cho mẹ đi. Vâng. Thì mẹ nhóm bếp nấu cua ăn. Thấy không? Nhìn mẹ nhóm bếp xong rồi mai sau lớn lên nhóm bếp cho mẹ nha bé nha. Vâng. Chăm sóc mẹ nha. Vâng. Con nói mẹ nhỉ. Sao dám đấy. Con nói mẹ nhỉ. Ừ. Chín rồi, đợi mẹ tí nhé. Vâng. Mẹ nấu một tí. Vâng. Cơm cho nhá. Tên 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 nào. Mẹ bắt luôn cho mẹ ăn. Mẹ phải cảm nhé. Ngon không? Ngon nhỉ?
Ngon không? Mồm đau.